Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lên video giới thiệu cho bác một lô máy cực khủng luôn. Hôm nay em giới thiệu bác là 12 cây máy cưa nhá. Thì lô lấy lô chữ Y. Thì đầu tiên giới thiệu qua máy ngày hôm nay thì có hai cây Makita này, Echo Tanaka tay dài Grand Tanaka Komatsu. Đó, Echo 362 này, Shinawa 353 VIP các bác nhá. Đó, Ryobi. Đó, và càng cuối thì máy càng đẹp các bác nhá, xuất sắc luôn. Và cuối cùng là một cây chưa nước đi xẻ này, phá rừng khai thác, và cùng cây số 11 395 cực kỳ là xuất sắc nha, hàng hề sưu tầm. Đó. Các bác xem video thì em xin like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Số em mua hàng là 0862 567 746. Số em có liên kết sử dụng ở Zalo các bác nha. Đầu tiên các bác mua sản phẩm cưa thì sẽ được kèm là rũa tip và tô vít này, 3 món theo kèm. Bên em sẽ bảo hành cho các bác là 9 tháng nhá. Lô máy các bác nhìn là cực là khủng luôn. Đó, các bác nào thích cày nào thì bác cứ kéo xuống bác tua nhá, tua để xem chi tiết hơn. Đó, thì đầu tiên Y1, Y2 thì em có hai cây Makita này, Makita nòng đứng nhá, con số 1 trước này thì là Makita MDE3435. Con này được trang bị công suất là 35cc nhá, giá cực kỳ là rẻ luôn, làm mặt cắt là 35, làm 40, xích đã chạy xích chung 91. Đó, cái dòng riêng dòng Makita này có cả van xả ép các bác nhá, giật thì bao nhẹ nhàng luôn. Đó, các bác nhìn này, lốc nha, lốc nhôm này, hàm rồng. Đó, đặc biệt dòng Makita này chạy rất là lợi xăng, các bác cắt củi gia đình. Đó, gia đình này hoặc bạn đi khai thác gỗ tầm trung nhá, cần con máy mà nhẹ nhàng, giá rẻ, trọng lượng thì rơi vào 4,5kg thôi, cực kỳ là nhỏ nhẹ. Bác xài gia đình, đó, chỗ em thì bác hay cắt dòng này nhá. Dòng Makita thì nó nghiêng về độ lợi xăng cực kỳ là cao. Đó, Makita làm thiết kế thì rất là tiết kiệm xăng. Còn Y1 giá là 1.500.000 bao ship. Đó, máy móc thì rất là đẹp luôn. Đó, bác nào mà kinh tế hạn hẹp thì các em khảo con Y1 này. Đó, giật thì dòng này rất là nhẹ nhàng thôi nhá. Cây số 1 giá là 1.500.000 bao ship. Đó, bác nào kinh tế khá giả hơn thì tham khảo con Makita số 2 nhé. Con Y2 là con Makita 3435. Đó, con này là màu xanh các bác nhá, màu xanh lục bảo. Con này công suất là 35cc. Đó, nó giống con số 1 thôi nhưng mà nó đẹp hơn các bác nhá. Đó, con này được trang bị lam mặt cắt là 35, lam 40, xích là chạy xích chung 91. Đó, lam còn nguyên chữ Makita nhá, máy móc thì là nguyên zin nguyên bản hết. Đó, dòng Makita này cũng giống con số 1 thôi mà có tất cả được trang bị là van xả áp này. Máy con này thì đời nó cao hơn các bác nhá, được trang bị là bơm xăng phụ này. Đó, bác bơm xăng phụ với bác giật cái lòng này, các bác nhìn này, lốc nhôm hàm rồng còn đủ nguyên này, bô bọng trắng tươi. Bác nào dòng này cắt những cây gỗ to bằng thô sơn rất là thoải mái luôn. Đó, bác nào kinh tế hạn hẹp thì tham khảo con số 1 này, bác nào khá giả tham khảo con Y2 nhá. Đó, rất là đẹp, liên lạc. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản hết. Con Y2 giá là 1.700.000 bao ship. Đó, dòng này chạy bao lại xăng rồi. Đó, test nổ luôn cho bác nhá. Tua cực kỳ là cao luôn các bác nhá, rất là khỏe. Đó, con Y2 giá là 1.700.000 bao ship. Đó, hai cây bảo thích cây nào thì alo qua cho em nhá. Đó, bao rồi, bao nhảy nổ luôn. Con Y3 thì em có một cây Echo này, con này là Echo 331C. Đó, 331C. Con này công suất là 33cc. Đấy là Echo, con này làm mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chân 25, hai ốc giữ lam. Cái dòng công suất này thì chuyên vào cả mình đi khai thác tầm trung nhá. Con này rất là đẹp, con này liên lạc luôn cho bác luôn. Con này được trang bị là báo nháy các bác nhá. Nếu mà hết pin thì các bác mua cái laser 10.000 bọn học sinh ấy, đó, bác lắp vào cũng rất ok. Hoặc là pin ở đồng hồ đeo tay. Đó, Echo thì nó nghiêng về độ bền cực kỳ là cao. Dòng này bao máy nóng nhạy nổ luôn cho bác nhá. Các bác nào đi làm công việc mà gọi là cắt cả ngày hoặc là cắt lâu ngày thì bác nên tham khảo này. Hoặc là bác nào mà không cắt thỉnh thoảng mới cắt đấy, bác lôi ra giật thì giật con này rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, trọng lượng nó rơi vào 5kg thôi, chạy rất là đầm. Đó, máy móc thì rất là liên lạc luôn. Đó, Echo 331C. Đó, test nổ luôn cho bác nhé. Còn Y3 giá là 2 triệu bao ship. Đó, giật rất là nhẹ nhàng luôn.
V3 giá là 2.3 triệu ship. Đó các bác nhìn này, bóng nháy này, cực kỳ là VIP luôn. Còn tiếp theo em có i4 i5 thì có hai cây tay dài tay cụt. Con tay dài trước nhá, con i4 là một con Tanaka. Con này Tanaka đời cao. Con này công suất là 33cc bác nhá, làm mặt cắt là 35 làm 40. Xích này chạy xích chung 91, có luôn đằng xích chạy lam này, hai ốc giữ lam. Máy móc thì rất là liền lạc, form thiết kế giống đầu cá mập các bác nhá, giống con cá mập. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên. Đó, lắp đỏ là lắp cam, lắp xăng nhá, lắp dưới lắp nhớt. Đó, cái dòng đời cao này sẽ có trang bị là trục giật trợ lực lớn các bác nhá. Giật thì con này rất là nhẹ nhàng luôn. Bơm xăng phụ này, dòng này chuyên mình leo trèo tỉa cành, mình cắt những cây cảnh ở trên cao. Đó, cắt cây trên cao. Bô thì nghe tiếng cực kỳ là êm luôn, bô giảm thanh. Trọng lượng thì nó rơi vào 4,5 kg. Đó, bác nào mà cắt gia đình hoặc là mình đi lanh quanh cắt vườn nhà đó thì sử dụng con này rất hợp lý luôn. Tay dài thì nó phù hợp ở dưới đất hơn một chút các bác nhá, hơn là trên cao, và là trên cao cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, máy móc thì liền lạc, nguyên zin nguyên bản hết. Đó, làm tà là cao luôn. Còn i4 giá là 1.900.000 bao ship. Đó, test nổ luôn cho bác nhá. Giật dòng này các bác chỉ giật nhẹ nhẹ thôi nó cũng nổ nhá. Theo cây số 5 thì em có tay tụt này, tay cụt con này là Kyorit Grand GC301, cực kỳ là VIP xuất sắc luôn các bác nhá. Con này là con đến thương hiệu Echo, là Kyorit Grand này của nhà máy Echo nhá, làm mặt cắt là 35 làm 40, xích là chạy xích chung 91, làm gì này các bác nhìn quả lam này, Kyorit Grand. Sợi xích này thì bên em lên mới cho nó rồi các bác nhá. Sợi xích này thì nó trùng với xích điện này. Đó, sợi xích này hầu như quán nông cơ nào cũng có luôn. Đó. Máy móc thì liền nạc, thắng đi hoạt động bình thường, máy được trang bị lá bốn năng phụ. Cái dòng tay cụt này được chạy hai lá bạc nên máy rất là khỏe luôn. Các bác sử dụng một tay là hai tay đều rất là ok nhá. Trọng lượng rơi vào 4 kg. Đó. Đó, GC301 Made in Japan. Đó. Hơi hám bao căng. Cái này là cái ba xả áp các bác nhá. Giật thì rất là nhẹ nhàng thôi. Bộ bọng trắng tươi giòn, đời chạy hai lá bạc nên công suất rất là khỏe. Có luôn đằng xích đại lam này, hai ốc giữ lam. Đó, con này leo trèo tỉa cành rất là ok, hoặc các bác sử dụng một tay hay hai tay đều được. Đó, em có nói rồi. Đó. Giật thì gọi là cắt rất là ok. Bác nào mà chưa xài cưa bao giờ thì cứ nên khảo con i5 này. Còn giá này là 2.200.000 bao ship, xích mới nhá. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng bãi mà bác nhìn màu trắng như này chứng tỏ máy sử dụng rất là ít luôn nhá. Test nổ luôn cho bác này, cực kỳ nhạy nổ luôn. i5 giá là 2.200.000 bao ship. Thơm của cái xăng nhá, xăng em pha giống mùi xịt bô cực kỳ là thơm. Đó, GC301 2.200.000 bao ship. Tiếp theo cây i6 thì em có một cây Ryobi Komatsu, con này là ESK435 315cc, làm mặt cắt là 35 làm 40, xích này chạy xích chung 91. Đó, cái dòng này thì rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, full chức năng, thắng này, thoát thiếc, hoạt động bình thường, được trang bị là bô năng phụ, trục giật trợ lực lớn. Riêng dòng Ryobi này tua cực kỳ là cao nhá, tua cao đây sẽ được trang bị là bô giảm thanh, nghe tiếng cực kỳ là êm. Các bác xài gia đình hoặc là mình đi cắt tỉa cây cảnh ở ngoài phố nhé, rất là ok. Hoặc mình leo trèo tỉa cành, con này thì cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Nó rơi vào 4 kg. Đó, mình đi cắt cây những gỗ to bằng cái can xăng 5 lít nhé, gọi là chuyện bình thường luôn. Dí phát là đứt nhé, được trang bị là trục giật trợ lực lớn này. Bác nào mà khó tính có tuổi rồi yêu cầu con máy nhạy nổ cứ tham khảo con Ryobi này. Dòng này chạy cực kỳ là bền luôn các bác nhé, chạy bao bền bao loại xăng. i6 giá là 2.100.000 bao ship. Đó, ship chiếc thì em sẽ bao cho bác nhé. Đó, đến đây bắt được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đó, test nổ cho bác này. Cao luôn.
động bình thường nha, full chức năng. Cái bình 6 giá là 2.100.000 bao ship. Đây là cái số 7 thì có một cái echo nòng đứng này, con này là C35A. Đó đây thì echo, con này màu trắng rất là đẹp luôn các bác nha. Đó, con này được trang bị làm mặt cắt là 35, làm 40, xích là chạy xích chung 91. Đó, làm echo nha, có luôn đằng xích là lam này, làm Oregon 2 ốc giữa lam. Con này thắng nhất hoạt động bình thường. Cái dòng này thì chuyên bác là mình đi khai thác tầm trung nhá. Cần con này các bác giật thì rất là nhẹ nhàng thôi. Máy được trang bị là được bơm trong phụ này, trùng giật trợ lực nhá. Đó, trợ lực thì anh thích thôi. Bác nào mà có tuổi rồi, khó tính, yêu cầu con máy nhạy nổ thì bác cứ tham khảo con này nhá. Trọng lượng thì nó rơi vào 5kg thôi. Bác nào chưa xài cưa hoặc là mua về cắt củi nấu cơm, nấu rượu lâu lâu mình cắt thì bác thêm tham khảo con này. Màu trắng hàng bãi cực kỳ là VIP luôn. Đó, GC35A Make in Japan Group. Đó. Giật thì rất là nhẹ nhàng. Con i7 giá là 2.400.000. Tua cực kỳ là cao nha. Cắt con này bao loại xăng luôn cho bác. Rất là nhẹ nhàng luôn. I7 giá là 2.400.000 bao ship. I8 thì em có một cây echo này, con này 362 316cc. Dòng cắt tầm trung do của dòng echo nhá, làm mặt cắt là 35, làm 40, xích là chạy xích chung 91, có luôn tăng xích tại lam, làm echo, làm zin theo máy nhá. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản hết. Echo thì nó nghiêng về độ bền các bác nhá. Dòng này là dòng khai thác tầm trung, công suất lớn. Cái này là tăng chỉnh bơm nhớt này. Đó, trọng lượng nó rơi vào 5kg thôi. Mình xài mình cầm đi lanh quanh rất là nhẹ nhàng luôn. Lên rừng cắt củi những gỗ banh khoảng là 70-80 thoải mái nhá. Đó, máy móc thì liền là đẹp. Đó, echo này giật thì máy nóng bao nhạy nổ luôn cho bác nhá. Máy nóng thì nó không giống như hàng nội địa Trung đâu. Con này là máy nóng bao nhạy nổ luôn. Nó ngược lại các bác nhá. Mình xài gọi lâu ngày và cắt lâu giờ ấy. Đó, các bác cắt liên tục. Đó, thì bác nên tham khảo này. Con i8 giá là 2.600.000 bao ship. Hơi hám bao căng, giật tao sướng luôn cho bác nha. Đó, rất là căng luôn. Giá là 2.600.000 bao ship. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản, cực kỳ là xuất sắc luôn. Đó. Tiếp theo cây số 9 em có một cây Shinawa, con này là 353. Đó, 35cc các bác nhá. Làm mặt cắt là 35, làm 40, xích là chạy xích chân 25, làm là tinh đầu nhỏ các bác nhá, hai ốc giữ lam. Cái dòng này rất là đặc biệt luôn, được trang bị là van xả áp các bác nhá. Giật thì rất là nhẹ nhàng luôn. Lốc này. Máy móc thì là nguyên zin hết các bác nhá, lốc nhôm. Đó, cái dòng này thì tua cực kỳ là cao. Chuyên cánh nào mình đi khai thác độ tầm trung nhá. Shinawa thì gọi thương hiệu số 1 của hàng Nhật Bản rồi. Cái này được trang bị là trục giật trợ lực lớn các bác nhá. Giật dòng này thì cực kỳ là nhẹ nhàng luôn, máy móc thì đẹp xuất sắc luôn. Đó. Trọng lượng nó rơi vào 5kg. Cánh anh em miền Tây, miền Trung rất là ưa chuộng dòng máy luôn, đặc biệt là đi khai thác dừa nhá. Dừa, quế, keo, mỡ. Còn i9 giá là 2.800.000 bao ship, máy móc thì rất là VIP. Hàng này hệ hàng VIP các bác nhá, hàng VIP của Shinawa. Đó, cái nổ cho bác này. Giật cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Đó, con i9 giá là 2.800.000. Các bác nghe tiếng tua cực kỳ là bốc luôn. Đó, đi cắt cây rất là ngọt ngào. Còn i9 giá là 2.800.000 bao ship. Rồi, tiếp theo cây 10 thì em có cây Ryobi Komatsu. Con này là Ryobi 3005 nhá. Cái dòng Ryobi đấy cao, 35cc. Làm mặt cắt là 35, làm 40, xích là chạy xích chung 91. Đó, làm của làm bác nhìn này, làm Ryobi, làm zin theo máy. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Thắng tiếc hoạt động bình thường. Dòng này mình cắt gia đình hoặc cắt khai thác tầm trung cũng anh khoảng là 50-60 thoải mái luôn. Máy được trang bị là bô giảm thanh, cách âm, nghe tiếng cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản 100% cho bác luôn. Thắng thiết hoạt động bình thường. Cái thứ hai, máy được trang bị là trùng giật trợ lực này. Bác nào có tuổi rồi nhá, mình xài gia đình là xài khai thác độ tầm trung rất là ok luôn. Đó, bác nhìn dây giật này, trắng tươi luôn nhá.
dòng này các bác giật nhẹ nó cũng nổ thôi. Bác nào mà lưu ý nhà có con em nhỏ mà các bác lên để trên cao nhá. Đó, để trên cao không là hỏng ấy. Đó, thắng chiếc hoạt động bình thường. Con i10 giá là 3 triệu bao ship, test nổ cho bác này. À, trọng lượng thì nó rơi vào 5kg thôi. Đó, giật dòng này rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Rất là êm luôn các bác nha, nghe tiếng cực kỳ là thoát máy luôn. i10 giá là 3 triệu bao ship. Đó, tiếp theo cây số 11 thì em có cây hàng hệ gọi siêu VIP luôn. Con này là Shindawa 395. Đó, 340cc các bác nhá. Làm mặt cắt là 40, làm 45, xích này chạy xích chân 325, làm la tinh tỏa nhiệt đầu nhỏ luôn. Đó, hai ốc giữ lam. Con này hàng hệ gọi là sưu tầm luôn cho bác nhá. Máy được trang bị là giảm thanh này. Đó, nghe tiếng cực kỳ là êm. Đó, thoát máy. Cái thứ ba là được trang bị là van xả các bác nhá. Nghe tiếng cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó, lốc liếc này. Lốc nhôm, hàm lốc nhôm, hàm rồng còn đủ nguyên nhá. Làm rất là VIP luôn. Dòng này bác mua về sưu tầm hoặc là đi khai thác gỗ tầm trung gỗ oanh ở 101, 102 thoải mái luôn. Đặc biệt dòng Shinawa tua cực kỳ là cao. Đó, chuyên hệ anh em miền Tây rất là thích luôn. Dòng này nghe tiếng rất là phê luôn các bác nhá. Đời cao luôn, Shinawa 395. Đó, bác nào mua về sưu tầm rất ok. Trọng lượng máy nó rơi vào 5,5kg, cực kỳ là nhẹ luôn. Nghe tiếng tua cực kỳ là thoát máy. Đó, đầm gọi là bao VIP luôn. Đi vào cây là đứt luôn nha, cực kỳ là xuất sắc. Đó, con i11 giá là 3.400.000 bao ship. Đó, test nổ cho bác này. Giá là 3.400.000 bao ship. Tiếp theo thì em cống cây hệ gọi là chuyên bác đi phá rừng này khai thác nhá, giá mềm. Ở cái này là G Komatsu 551, con này cũng số là 55cc bản pro nhá, bản đời cao. Đó, lam mặt cắt là 45, xích là chạy xích đại các bác nhá, hai ốc giữ lam, làm rồng đủ nguyên, máy móc đều bằng hợp kim nhôm hết các bác nhá. Đấy, thứ ba máy được con này là chạy nhôm đồng tiền các bác này. Đó, cắt thì không lo độ bền quá là cao đi. Máy móc thắng chiếc hoạt động bình thường. Trong này bác đi xẻ xiếc này, điều khắc phá rừng gỗ banh khoảng là 160, 150 thoải mái luôn. Đó, làm là tinh các bác nhá, làm là tinh chắc chắn rồi dòng khai thác. Trọng lượng của máy nó rơi vào 8kg. Đó, 7,5 gì đó thôi. Đó, dòng khai thác mà bù lại máy sẽ hơi nặng một chút các bác nhá, nhưng bù lại công suất cực kỳ là khỏe luôn, hơn hẳn con Super Cup các bác nhá. Đó, công suất cực kỳ là VIP luôn, xẻ xiếc gọi là cả ngay luôn. Độ bền của Rio của G Komatsu thì cực kỳ là cao rồi, thương hiệu quá là nổi tiếng luôn. Đó, con i12 giá là 2.900.000 bao ship nha các bác nha. Giật dòng này thì bao nhạy đổ luôn cho bác, tôi hám rất là căng luôn. Giá là 2.900.000 bao ship. Rồi, em xin phép kết thúc video đây. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua rồi càng là 0862 567 746 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác những video tiếp theo.